Mục tiêu thì mục tiêu chủ yếu cho đợt tập trung này thì là trận đấu với Giao Giao hữu FIFA Day với Palestine vào ngày 11 tháng 9. Bởi vì có 4 cầu thủ ở nhóm nhóm B nên huấn luyện viên trưởng đã triệu tập sớm để có thể duy trì cái cường độ tập luyện, bởi vì những em còn lại ở nhóm A thì sẽ hội quân trong mấy ngày tới sau khi V-League kết thúc. Theo ai thấy thì anh em vẫn rất là tích cực tập luyện, bởi vì huấn luyện viên cũng đã cho nghỉ một thời gian khá là thoải mái. Sau V-League thì đã nghỉ hơn 10 ngày rồi, nên là tinh thần cũng như là cái sự chuẩn bị của anh em cũng rất là thoải mái. Và quan trọng nhất là khi mình được triệu tập đội tuyển quốc gia được tập luyện và thi đấu cho đội tuyển quốc gia thì luôn luôn là một cái sự tự hào rất lớn, nên các cầu thủ luôn luôn sẵn sàng với nhiệm vụ trước mặt. Khi mình tập trung với đội tuyển quốc gia thì dù là tập luyện với bất kỳ ai thì đều là đồng đội của mình, và các bạn trẻ thì khi mình tập luyện cùng các bạn trẻ thì tất nhiên là cũng sẽ mang lại những điều tích cực. Ví dụ như là mình được tập với các bạn trẻ thì cái suy nghĩ và cái năng lượng của mình cũng sẽ trẻ trẻ ra, kiểu kiểu như thế. Kiểu như là mình được tập với các bạn trẻ thì mình lại nhớ về những cái thời điểm mà mình vừa được lên tập trung đội tuyển, thì cũng phần là cũng đấy là cũng sẽ là nguồn năng lượng cho chính bản thân mình, và một phần nữa là mình có thể giúp đỡ các bạn trẻ. Giống như lời của huấn luyện viên đã nói thì các bạn cũng mới lần đầu được lên U23, rất là nhiều cầu thủ mới, thì Hải và ba anh em còn lại của đội tuyển quốc gia thì sẽ cố gắng để giúp đỡ và chỉ bảo các bạn, để cho các bạn quen với cái cường độ tập luyện cũng như là những cái chiến thuật cũng như là cái mà huấn luyện viên muốn truyền tải đến cho các bạn. Nên là mỗi huấn luyện viên thì đều có một cái triết lý lối chơi cũng như là cái yêu cầu riêng biệt cho đội bóng nói chung và từng cái vị trí nói riêng, thì tất cả mọi người đều đang cố gắng để thích nghi với cái chiến thuật của huấn luyện viên Philippe Chu. Và Hải nghĩ là so với các đợt tập trung trước thì mọi người đang dần tốt lên và thích nghi rất là nhanh, bởi vì và so với đợt đầu tiên đến đợt tập trung thứ hai với hai trận FIFA Day, và Hải nghĩ là Hải tin chắc chắn là đợt tập trung tới và những đợt tập trung sau đó thì đội tuyển sẽ ngày càng thích nghi nhanh hơn và nhuần nhuyễn hơn về một lối chơi và đạt được yêu cầu của huấn luyện viên trưởng đề ra. Đấy là điều mà các cầu thủ cần phải trau dồi hơn trong tất cả các buổi tập. Mà em nghĩ là Đặng Văn Lâm chơi chân tốt mà. Thực sự thì Hải thì chỉ muốn dành những lời động viên dành cho các bạn ở U23, bởi vì theo Hải xem ở tất cả các trận đấu thì các bạn đấy đang thi đấu ngày một tốt lên qua từng trận đấu, nhất là càng về sau thì các bạn ấy chơi càng tốt lên, và hy vọng là Hải cũng xin gửi lời chúc tới ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu tối hôm nay, thì các bạn sẽ luôn luôn tự tin và may mắn và giành được chức vô địch.